Thưa quý vị, trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản chiều tối ngày 29 tháng 11 theo giờ địa phương, sau khi đến tỉnh Fukuoka, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm cán bộ nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại khu vực Kyushu, Nhật Bản. Kyushu là khu vực có diện tích tương đối lớn ở Nhật Bản, bao gồm 6 tỉnh Fukuoka, Oita, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki và Kagoshima. Tại đây hiện có khoảng hơn 50.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập. Không chỉ hoàn thành tốt vai trò và trọng trách được giao, Tổng lãnh sự quán tại Fukuoka đã thành lập đội luật sư công để thực hiện công tác hỗ trợ bảo hộ công dân, chú trọng việc tuyên truyền để cộng đồng người Việt Nam tuân thủ pháp luật sở tại. Tổng lãnh sự quán cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để gắn kết cộng đồng, gửi lời hỏi thăm, chúc sức khỏe tới cán bộ, nhân viên lãnh sự quán và bà con trong cộng đồng. Chủ tịch nước mong bà con tuân thủ tốt pháp luật nước sở tại, chấp hành tốt quy định nơi sinh sống, làm việc, qua đó gìn giữ và tôn vinh hình ảnh người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chủ tịch nước cũng mong muốn bà con tích cực tham gia bằng các hành động cụ thể để hiện thực hóa việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích nhân dân hai nước.